Xum anh chơi ông cứ cho. Ông chân nội dung ra bác cả con to cái dâm là ca nên tệ biệt thì xăm là ca đánh đau hình phù đào mình đang rất bảo vệ đi mùi rút tiết môn trời tòa lạc cá anh chơi đào mình đang đọc đi mùa phụ khón cho một căn nông ở bản tục xã mạc ca lục bất thiên, bạn sông an nhát lục bất thiên, tăng niệm ai mê tử vi đa mình đang rót về ni cầm bấy, khi ông bạn miền sầm na muối đẹp pon tận năng ca đạn nơi ai cả xa đầm bấy chuôi sầm ruồi đà ông chúng rèn nông ca bị chà na, cả pi ngay tì mà phây khai mẹ cả ra cho nam pi pon bổn bốn crom mê tử vi đa mình đang rót về ní crom bấy bàn đạn bàn slide top tân năng ca chu nằm năng rồi bỏ ông chu nằm chu rẽ hai tân năng bàn slide top tân năng ca chu nằm năng pi ca đạn pho tang năng ai cả sa thâm mây đại pi pon năng đa mình đang rót về ní hai nó con ông pa sầm pon này ai cả sa nút cứ ai cả sa pram slap ram pel slap muối chọt bảy đại ai cả xa nó cứ phía xa đám cứ chỉ phía xa khmái hay rồi hôn mà đó bên ní cứ bàn bỏ trái tới chỉ phía xa ông lề hay cả bỏ trái tới chỉ phía xa bà ráng cứ mình toàn trở bàn phương là lại tề hay đòi vô khơi tha mê thư vi kháng ca pi ở nâng ông xa bà nà ca tầng mù trở cả bay phía xa hàng trong mê tử vi dựng trong bàn bỏ trái ai cả xa nút cao phá cá tới chi bị xa bà răng hãy bước sân chi lục và thiên an nhát dựng xong xa xong đạt chú nâng ai cả xa đại miên là không xong nông rương ruột nô hái hay chọp nâng ai cả xa để dựng bàn bỏ dựng trong bàn bỏ trái chú ông xa bà ca đầm bay bình đất bị chà nà và xong bỏ khôn lục và thiên ông như chúng ta xua từ thế kỷ thằng ông tha ta miền mà tệ dự bờ trong cọt thằng quan vậy đại tí nơi ai cả xa đại
ដែលមានតំណាងឲ្យដើមរឹងរត់នៅក្រមបីបានលើកឡើងអំពីមិញនេះដោយសារមានទាំងថាឯកសារនេះនៅបកប្រែជាភាសាបារាំងហ្នឹងគឺមិនទាន់ក្រៅផ្លូវការនៅឡើយមានមតិយោបល់កត់សម្គាល់យ៉ាងណាទីអំពីបញ្ហានេះឯកសារដែលសុំដាក់នេះហើយនឹងឯកសារដែលបកប្រែជាភាសាបារាំងក្រៅផ្លូវការនេះ Voilà, peut-être plus particulièrement, parce que je ne suis pas sûr que la traduction ait été tout à fait compréhensible. La Chambre souhaiterait savoir si les partis ont des observations à faire concernant la production d'une traduction non officielle, mais informelle, destinée à faciliter l'audition de ce témoin ou si vous refusez toute production de cette traduction. Voilà, ceci est l'égard de la défense ou des autres. Sachant que ce n'est pas une traduction officielle et qu'elle ne sera pas prise comme telle, c'est simplement une traduction à titre d'information. មិនផ្លូវការនោះធ្វើឡើងដើម្បីគ្រាន់តែជាការជ្រាបនូវព័ត៌មានទាំងឡាយតែប៉ុណ្ណោះ សូម គ្រប់ លោកប្រធាន ចំពោះ ខ្ញុំ ខ្ញុំ យល់ ថា ការ ដាក់ ឯកសារ នេះ ចូល ក្នុង សំណុំ រឿង ជា ផ្លូវការ ខ្ញុំ យល់ ថា មិន អាច ទាន់ ទទួល យក បាន ទេ ពី ព្រោះ អ្វី ក៏ ដោយ វា ទាល់ តែ បក ប្រែ ជា ផ្លូវការ ឲ្យ បាន ត្រឹម ត្រូវ ចាំ យក ទៅ ដាក់ ពី ព្រោះ បើ មិន ទាន់ ផ្លូវការ ដល់ យក ទៅ ដាក់ នោះ ក៏ វា ឬ តែ មិន ទាន់ ផ្លូវការ ដូច នេះ ខ្ញុំ យល់ ថា ចំពោះ ខ្ញុំ វិញ ខាង មេធាវី ការពារ គឺ ទទួល យក មិន ទាន់ បាន ទេ សូម អរគុណ តាម ការ បង្ហាញ របស់ មេធាវី ការពារ ក្តី លើក ឡើង ថា ពី ភាសា បាន ដាក់ ជា ផ្លូវការ រួច ហើយ ជា ភាសា ខ្មែរ និង ជា ភាសា អង់គ្លេស ហើយ ដោយ ឡែក គឺ មាន តែ ភាសា បារាំង ទេ ដែល មិន ទាន់ បាន បក ប្រែ ជា ផ្លូវការ គឺ បាន បក ប្រែ ក្រៅ ផ្លូវការ អញ្ចឹង ជា គោល ការណ៍ ការ ប្រើ ប្រាស់ ភាសា គឺ មាន 2 ភាសា ដោយ ភាសា ខ្មែរ និង ភាសា អន្តរជាតិ មួយ ទៀត បារាំង ឬ អង់គ្លេស ដាក់ ទៅ ក្នុង សំណុំ រឿង ជា ការ ចាត់ ទុក ថា ជា ផ្លូវការ រួច ហើយ មេធាវី តំណាង ឲ្យ ក្រុម 3 ដូច ខ្ញុំ យល់ អញ្ចឹង ត្រឹម ត្រូវ ទេ បាទ អរគុណ លោក ប្រធាន លោក ប្រធាន មាន ប្រសាសន៍ ហ្នឹង គឺ ត្រឹម ត្រូវ ហើយ គឺ ភាសា ដែល បាន ដាក់ ជា ភាសា ដើម គឺ ភាសា ខ្មែរ ហើយ បក ប្រែ ត្រឹម ត្រូវ ជា ភាសា អង់គ្លេស ហើយ ចំណែក ឯ ជា ភាសា បារាំង នោះ គឺ ពួក យើង ជួយ សម្រួល ដល់ ខាង ការ ងារ ដើម្បី ងាយ ស្រួល និង យល់ តែ ប៉ុណ្ណោះ បើសិន ជា លោក ប្រធាន អនុញ្ញាត យើង ខ្ញុំ នឹង ប្រកល ជូន ទៅ ឲ្យ ភាគី ដែល លោក ត្រូវ ការ បើសិន ជា ភាគី គាត់ មិន ត្រូវ ការ ទេ យើង ខ្ញុំ នៅ តែ មិន ទទូច សុំ ឲ្យ យក ការ បក ប្រែ របស់ យើង ទទួល ស្គាល់ ជា ផ្លូវ ការ នោះ ទេ បាទ សូម អរគុណ
ដែលមេធាវីតំណាងឲ្យដើមដឹងដល់មីក្រុម3បានលើកឡើងនេះគឺឯកសារដែលជាភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសគឺដោយសារឯកសារនេះនៅក្នុងទំនុករឿងហើយហើយអង្គជំរះយល់ឃើញថាអាចលោកមកដេញដោលនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការពិភាក្សានេះបានដែលឡែកគឺឯកសារជាភាសាបារាំងដែលមានការបកប្រែជាផ្លូវក្រៅផ្លូវការហើយមានការជំទាស់ពីមេធាវីការពារនោះគឺអង្គជំរះមិនអនុញ្ញាតឲ្យលើកឯកសារដែលមានការបកប្រែជាភាសាបារាំងនោះមកដេញដោលទេ លោក ឈ្មោះ អ្វី ដែរ រៀប ប្រសាស លោក ប្រធាន ខ្ញុំ ឈ្មោះ ភោក ខន លោក ភោក ខន តើ លោក មាន ឈ្មោះ អ្វី ផ្សេង ទៀត ក្រៅ ពី ឈ្មោះ ខន ដែរ ឬ ទេ លោក ប្រធាន គឺ ខ្មែន ទេ លោក ភោក ខន មិញ យើង ជឿ ថា មន្ត្រី តុលាការ បាន សម្រុប តម្រួល ជាមួយ លោក ហើយ ថា មុន នឹង លោក ឆ្លើយ នៅ សំណួរ លោក ចាំ មើល ភ្លើង ក្រហម នៅ ក្នុង នៅ ក្បាល មីក្រូ នេះ ចាំ មាន សញ្ញា ភ្លើង ក្រហម សូម លោក និយាយ បើ លោក និយាយ មុន គឺ សំឡេង របស់ លោក មិន បាន ចូល ទៅ ក្នុង ប្រព័ន្ធ នៃ សំឡេង ដែល អាច បក ប្រែ ជា ភាសា អន្តរជាតិ បាន ទេ សូម្បី តែ ខ្មែរ ហ្នឹង ក៏ ស្ដាប់ មិន ឮ ដែរ សង្ឃឹមថាលោកយល់អំពីបញ្ហានេះហើយអនុវត្តឲ្យបានល្អលោកតើលោកភូខុនឆ្នាំនេះលោកមានអាយុប្រមាណឆ្នាំហើយ បាទជម្រាបថាលោកធានខ្ញុំអាយុ 57 ឆ្នាំហើយ នៅក្នុង សម័យ សង្គ្រាម មុន ឆ្នាំ 1000 មុន ថ្ងៃ ទី 17 ខែ មេសា ឆ្នាំ 1175 លោក រស់ នៅ ឯ ណា ហើយ លោក ប្រកប មុខ របរ អ្វី ដែរ បាទ ជម្រាប សាស នៅ មុន ថ្ងៃ 17 មេសា ឆ្នាំ 1975 គឺ ខ្ញុំ រស់ នៅ ក្នុង ព្រៃ ក្តាម នៅ ជា យោធា ខ្មែរ ក្រហម នៅ យោធា កង អង្គភាព ណា ជាក់លាក់ ដែរ លោក អាច នៅ ចងចាំ បាន ទេ អាច និយាយ ប្រាប់ ដល់ អង្គ សមនាការ បាន ទេ អំពី អង្គភាព ដែល លោក បាន ធ្វើ កងទ័ព នៅ ក្នុង កាលពី លោក ឈរ ជើង នៅ ព្រៃ ក្តាម នោះ ជម្រាប សាស គឺ នៅ ក្នុង អង្គភាព រក្សា តូច 308 នៅ កងពល លេខ ប្រមាណ ដែរ ជម្រាប សាស នៅ ពេល នោះ គឺ ខ្ញុំ ដូច ជា ភ្លេច កងពល ហើយ ចាំ តែ វិរៈស្នា តូច ពោះ កាល នោះ កងពល ចាស់ មិន ទាន់ បង្កើត ថ្មី នៅ ឡើយ ទេ នៅ ក្នុង រឿង ក្តី នេះ លោក បាន ដាក់ ពាក្យ ប្តឹង សុំ តាំង ខ្លួន ជា ដើម ប្តឹង រដ្ឋ វិនី តើ លោក ប្តឹង ទាមទារ សំណង ដោយ ខ្លួន ឯង ឬ ក៏ លោក ទុក សិទ្ធ ឬ ក៏ ផ្ទេរ សិទ្ធ នៅ ក្នុង ការ ប្តឹង ទាមទារ សំណង នេះ ជូន ទៅ ដល់ មេធាវី ដែល ជា អ្នក តំណាង របស់ លោក បាទ ជំនឿ សាស គឺ ថា ការ ដាក់ ជា ដើម ប្តឹង រដ្ឋ វិនី នេះ គឺ ការ ទាមទារ សំណង ក៏ ខ្ញុំ គ្មាន សិទ្ធ នឹង ទាមទារ ទេ គឺបុគ្គលទូនាទីនេះជូនមេធាវីរបស់ខ្ញុំជាអ្នកជួយតាមពិតលោកមានសិទ្ធក្នុងការប្តឹងទាមទារប៉ុន្តែលោករក្សាសិទ្ធមិនទាមទារផ្ទាល់ដល់ខ្លួនឯងទេគឺការទាមទារនេះលោកបុគ្គលសិទ្ធផ្ទេរសិទ្ធទៅឲ្យមេធាវីជាអ្នកតំណាងរបស់លោកប្តឹងទាមទារលោកចង់និយាយថាអញ្ចឹងមែនទេ បាទ ដូច្នោះ មែន លោក
តើស្ថានភាពនៃជាសនកម្មគឺផលអន្តរាយដែលវាមានចំពោះលោកដោយសារអំពើផ្សេងៗនៅក្នុងជំនាន់របបខ្មែរក្រហមនោះបានប្រព្រឹត្តចំពោះលោកទាំងខាងស្មារតីនិងរាងកាយតើលោកមានបន្សល់ទុកនៅផលវិបាកអ្វីខ្លះចំពោះរូបលោករហូតដល់សប្តាហ៍នេះ បាទខ្ញុំលោកសារលោកធានដែលលោកធានចង់សួរពីឆ្នាំ73រឹកមុនដល់ពេលនេះដល់ពេលបច្ចុប្បន្នភាពនេះតើលោកមានផលវិបាកអីទេដូចជាខាងរាងកាយមានការរបួសមានពីការដៃជើងឬក៏ពីការតណ្ហាមួយឬក៏សតិអារម្មណ៍ស្មារតីរបស់លោកនឹងមានស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចដែលវាបានបន្សល់ទុកនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកបានរស់នៅក្នុងរបប កម្មជាប្រតៃនោះហើយវាបាននៅសេសសល់រហូតដល់សប្តាហ៍នេះបាទជំនួសសារលោកធានគឺថានៅក្នុងរាងកាយរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺថាតាំងចាប់តាំងពីខ្ញុំបានចូលរួមរស់នៅជួរកងទ័ពរហូតមកដល់សប្តាហ៍ខាងសុខភាពគឺមិនសល់ទុកនៅការឈឺចាប់ជាច្រើនដែលធ្វើចំពោះរូបខ្ញុំផ្ទាល់ដូចជា ការកន្លងមកទុកវេទនាគឺយ៉ាប់ណាស់គឺថាកងទ័ពពេលនោះគឺគ្មានសិទ្ធិសេរីភាពព្រោះថាពេលសង្គ្រាមជាប់ហើយកងទ័ពក៏ទទួលនូវការលំបាកតទៅទៀតគឺតែរូបខ្ញុំក៏មានការពិការខ្លួនរហូតតាំងពីសម័យសង្គ្រាមរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះសូមជម្រាបថាសំណួរសួរថា តើលោកមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងដូចម្តេចទៅនឹងអង្គហេតុដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់លើជនជាប់ចោទឈ្មោះកាំងហ្គិចអ៊ីវហៅដូចនេះតើលោកមានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកឬក៏លោកមានទំនាក់ទំនងដោយសារញាតិលោហិតឬក៏ញាតិប្រពន្ធឬក៏សហព័ន្ធរបស់លោកដែលទទួលរងដោយការប៉ះពាល់ដោយ ជនជាប់ចោទនៅក្នុងអំឡុងពេលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនោះបាទទៅសារលោកធានគឺនៅក្នុងការពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿងនេះគឺមានពាក់ព័ន្ធនៅលើបងខ្ញុំជីដូនមួយហើយនឹងគ្រួសារខ្ញុំផ្ទាល់ពីសម័យឆ្នាំ 75 រហូតមកដល់ 79 គឺគ្រួសារខ្ញុំបានទទួលរងទុកវេទនាទៅនេះនៅស-21 លោកនិយាយពាក្យថាគ្រួសារនឹងចង់និយាយថាភរិយារបស់លោកឬក៏គ្រួសារជាឪពុកម្តាយជាបងប្អូនរបស់លោកបាទគឺដូចជាបងជាដូនមួយខ្ញុំគឺជាបងឯគ្រួសារមួយទៀតគឺជាប្រពន្ធផ្ទាល់របស់ខ្ញុំបងរបស់លោកដែលមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអង្គហេតុចោទប្រកាន់នឹងឈ្មោះអីដែរហើយគាត់ ទទួលរងយ៉ាងម៉េចពីកងកម្លាំងរបស់ខ្មែរក្រហមក្នុងអំឡុងពេលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនោះនិយាយពីរឿងបងជាដូនមួយសិនណាបាទជម្រាបសារលោកធានគឺបងជាដូនមួយខ្ញុំគឺឈ្មោះដើមរបស់គាត់គឺឈ្មោះឈឿងភំឈ្មោះសម័យបដិវត្តន៍នោះគឺ ឈ្មោះទិនណេតគឺរស់នៅក្នុងវិរៈស្នាតូចជាប្រធានកងអនុស្នាធំលោកបច្ចៈប្រទៀតឈឿងអីគេបាទគឺឈ្មោះឈឿងភំឈ្មោះ បដិវត្តគឺទិនណេតឈ្មោះនេះមានការពាក់ព័ន្ធយ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងអង្គហេតុចោតប្រកាន់ចំពោះជនជាប់ចោតទាក់ទិនជានឹងរឿងរ៉ាវយ៉ាងម៉េចចំពោះគាត់ហើយនៅកន្លែងណា
បាទនៅក្នុងកណ្ដុងឆ្នាំ76គឺឈ្មោះឈឿងផមហៅទិននេះនេះក៏បានរស់នៅក្នុងកងពលអក់រដ្ឋនាតូចបីរយដល់7ជាកងវិន័យគឺរស់នៅក្នុងខ្មួយពេលដែលចាប់ខ្លួននៅឆ្នាំ1976ហ្នឹងគឺបន្តការចាប់នោះគឺមិនដឹងជាចាប់ទៅសមភីមួយឬទៅកន្លែងណាទៅទេក៏ប៉ុន្តែដោយបាត់ខ្លួន តាំងពីពេលនោះមករហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះប៉ុន្តែការស្រាវជ្រាវរកប្រវត្តិរូបរបស់គាត់គឺឃើញនៅក្នុងមន្ទីរស-21លោកមានឯកសារអ្វីបញ្ជាក់អំពីថាប្រវត្តិរូបរបស់គាត់ឈ្មោះទុននេត មកបដិវត្តន៍ហើយឈ្មោះដើមឈឿងភំនឹងនៅមន្ទីរស-21ដែរឬទេបាទគឺមានប្រវត្តិរូបផ្ទាល់របស់គាត់ផ្ទាល់បាទលោកបានយកមកដែរឬទេ សូមអនុញ្ញាតលោកប្រធានអង្គជំនុំជម្រះដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការបង្ហាញឯកសារនេះគឺខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលេខជានៅក្នុងឯកសារសំណុំរឿងគឺជាភាសាខ្មែរ EAN 00 3459 និង 17 ដល់ 00 3459និង 18 បាទសូមអរគុណលោកប្រធាន បានដកចេញចឹងទៅ ឈ្មោះ លោកថាឈ្មោះឈឿងភំឈ្មោះយ៉ាងត្រឹមត្រូវទេឈ្មោះភំយ៉ាងត្រឹមត្រូវទេពីព្រោះអក្សរខ្មែរដូចមិនមែនឈ្មោះភំទេ បាទជម្រាបសួរលោកធានមិនមែនឈឿងភំទេឈឿងភំ ឈឿងភំផដាក់ស្រអមអញ្ចឹងឈ្មោះគាត់នឹងឈឿងភំអញ្ចឹងហ៎មិនមែនឈឿងជុំទេឈឿងភំ
hay lấy chúng mua cả đá mà nói chúng mua bom pháo thì chả đôn mua gì chúng mua đá chúng mua ấy đây về nơi sọc là cái hào nữa chúng mua ấy bà tiếp sau tiến lô là chúng mua trứng phom tì hôm nay bỏ gót cứ phum cô rồi xây hàng thấp bông khum đàn run sọc sôn thì cũng khai sim riệp chúng mua gót cái trứng phom quật trời chi bóng bóng chỉ đồn môi bọt lũ nó chỉ đồn môi khang ná khang ở bốc ở đây có khang mà đái tiếp xác là cứ khang mà đái ai cái xa mình để lục dục một bằng hai những tờ ai cái xa đang đổ trên dục trên Việt Nam mẫu bà chủ đề sao thiến cứ ai cái sàn đấy cứ mê thì vì bọc nhom ăn yộc ở nhom ban ở mê thì vì nhom sao chỉ yêu yộc bị xòm phì mùi cục tu lại cho propun là bọc lu mua ở vây đá và tập quần bọc trong cứ chấm bò bần lin chấm bò và để vớt cứ bần liệp hay bần liệp nước miền tầm nẹt tầm nông nhau mấy chấm bò đang ăn hay chọn bọc ăn chấm bò trên đập cháo quạt chỉ chuyên đồng cua nơi cái lái nà đá hay quạt thọc ngay rồi mình rồi riêng mình gì vật đại rồi tí tiếp sát học thiên cứ chụp quần bọc nhóm cứ tam ca nên đang cứ thả ca chập luôn nó cô mình khi mình bàn đang đá pro nhóm ca nó cũng từ xoay riêng bắt thời nên bộ một bên cứ từ từ làm đang thả còn bọc nhóm bị chập luôn bắt hái các bạn té mình đứng chỉ từ so mà phì mũi rồi từ cái lại nào thế các bạn té cá săn than bọc nhóm cứ thả ô, sao mai săn sóc về nó cứ mình miền cái lại nào để chẳng ai thế cứ miền từ so phì mũi rồi có pre so tại cái nó và lục đằng thạch cốt sập rồi ruột thế bà chỉ việc sau lúc thiên ca bạch bạc này có dù bạch hỏi của bọn tế khi ông vì khởi thà ca sao chỉ rô của bước tử rút của mình khởi ai rút thọt có khi ông mình bàn rô đòi bàn đất đó lại bước thà tìm nơi có chẳng ai hẹn chứ này cứ rút thọt nâng xóm phương mũi khi ông rô bàn tế mũi chát thì cứ mình bàn đờ về chẳng ai thì hẹn chứ này cứ khi ông ai xoắn thàn bàn tất lắp rô ca bạch bạc này có dù để hỏi cứ ở đây bàn chụp mục này thì chắc mà đi thà cái lúc ban đầu rồi ai cái xa nơi mình ti bẹp quan đường mình ti xòm phơi mùi đấy vấn đề đào rộng bàn tay mùi để dạ tí hay rộng khơi tí chẳng mình tí bạn chẳng mình chắc luôn lúc to ta lúc mình ca bẹp quan chẳng mấy tí chỉ mùi nâng mình ti xòm sọc xòm một phơi mùi rồi có ông hết để bàn chọn bậc căn từ chụp bùa chôn chọn chào nghiệp về ní và chuẩn bị sao thực hiện cứ nơi không còn lòng để bắt luôn tập quân trong bắt tới khi ông có bàn về từ lọp một vì vài riêng vinh một rồi nơi không còn phôi bề rồi đọp mình to từ tiếng nơi không thanh nạp chân niệm thưa mình chi từ thể tệ nơi không còn phôi lại miền một tươi chỉ vật thiền nên cái thà chụp thân lấy chẳng đăng thà ta lộ miền ca bẹp pon chẳng mạch sân nè bẹp pon chẳng mạch cho môi nâng một tì sần sọc so mà phầy muối hỡi bẹp pon nâng ong hẹt na đài
មានការចោតប្រកាន់ទៅលើជនជាប់ចោតដូចជាអង្គហេតុដែលកើតឡើងនៅមន្ទីរស២១មជ្ឈមណ្ឌលភ្នំពេញឬក៏នៅព្រៃសរហៅថាមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំកែប្រែសាជាថ្មីព្រៃសរដែលជាសាខារបស់មន្ទីរស២១ដែរនោះនេះជាសំណួរថាលោកពាក់ព័ន្ធនៅកន្លែងណាហើយការពាក់ព័ន្ធនោះគឺអំពើរបស់គេប្រព្រឹត្តចំពោះលោកនឹងយ៉ាងដូចម្តេច ដែលនាំឲ្យលោកអះអាងថាមានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអង្គហេតុដែលចោតប្រកាន់ចំពោះជនជាប់ចោតនោះបាទខ្ញុំជម្រាបសារលោកធានគឺពាក់ព័ន្ធទៅលើអង្គហេតុដែលគេចាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់នៅឆ្នាំ1946នៅរាលប្រទេសភ្លើងយើងទួលគោកភ្នំពេញនេះគឺបញ្ជូនខ្ញុំបណ្ដឹងទៅសង២១ឬមិនដឹងទៅណាទេក៏ប៉ុន្តែពេលនោះគឺការចងមុខបិទអស់ហើយគឺមិនដឹងថាអន្តីនេះជាសង២១ទេឥឡូវនេះលោករៀបរាប់មើលអំពីដំណើររឿងនៃការដែល លោកបានរស់នៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យចាប់តាំងពីថ្ងៃទី 17 ខែមេសាឆ្នាំ 75 រហូតដល់ពេលដែលគេចាប់ខ្លួនលោកហើយនឹងក្រោយមកទៀតគឺនិយាយរួមគឺរហូតដល់ថ្ងៃរំដោះ 7 មករាឆ្នាំ 1979 ដែលជាថ្ងៃជ័យជំនះលើរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនោះ តើជីវិតរបស់លោកនឹងបានជួបប្រទះនឹងរឿងរ៉ាវយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះលោកអាចនិយាយរៀបរាប់ប្រាប់ដល់អង្គសមរការបានដែរឬទេបើបានសូមអញ្ជើញបាទសូមជម្រាបសួរលោកធានអង្គសាវនាការទាំងមូលគឺសូមចំពោះរូបខ្ញុំផ្ទាល់ពីឆ្នាំ 1946 ខ្ញុំបានចូលមករំដោះទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃ 17 មេសា 75 គឺបានចូលរួមការបោះសម្អាតនិងរៀបចំទីក្រុងនិងជម្លៀសបងប្អូននៅទីក្រុងចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញ ពេលនោះក៏បងប្អូននៅទីក្រុងភ្នំពេញការចេញអស់ក៏ខ្ញុំបានរៀប កងពលជាថ្មីនឹងទើបជាថ្មីនៅភ្នំពេញដែលមានពេលនោះគឺនៅក្រមការគ្រប់គ្រងរបស់ភូមិភាគដទឹះដែលមានលោកកុយធូនជាប្រធានភូមិភាគហើយរហូតមកបានរៀបចំទើបជាកងរៈស្នាធំ 310 ខ្ញុំក៏បានរស់នៅក្នុងកងពិការក4គឺដកដាក់ពិការក4នៅភូមិក្មួយបឹងវាយាបយើងភ្នំពេញនេះរស់នៅជាមួយនោះគឺមានឈ្មោះទឺឈ្មោះគីមនិងឈ្មោះហេងគឺជាប្រធានក្តាប់កងពិការ300ក4រហូតមក ខ្ញុំក៏នៅពេលនោះគឺខ្ញុំនៅជាអ្នកក្តាប់ស្ថិតិជាជំនួយការរបស់វិរៈស្នាតូចក៏4ដែលមានទីជាប្រធានគឺក្តាប់ធ្វើបញ្ជីស្ថិតិស្នាមប្រវត្តិរូបរបស់អ្នកពិការទាំងអស់និងលទ្ធផលផ្សេងៗដែលធ្វើបាន នៅឆ្នាំ 1976 ទៅពេលនោះក៏មានការចាប់ខ្លួនកុយធួនឈ្មោះអឿនធានកងពល 310 ហើយនឹងឈ្មោះវឹងជាអនុធានកងពលនោះអស់ទៅក៏បានឈ្មោះទុយមកវិភូមិភាគនិរដីមកក្តាប់នៅកងពល 310 បន្តទៀតហើយខ្ញុំក៏បានរស់នៅនឹងកបួននោះមួយរយៈទៅ ក៏គេដកខ្ញុំមកនៅក្នុងមន្ទីរកងពលជាមួយនឹងទួយនេះហើយនឹងឈៀងនៅក្តាប់ខាងធ្វើប្រវត្តិរូបនឹងស្ថិតិដដែល
đại diện chúng nuôi cá hàng tị tị là con cua để miền mật chiến chế bạch thiền vẫn tua một tiết trong có vẫn sau bàn trăm chục bà đẻ bồ tát du đại hơi hơi cần lo mau có bàn đo không tới nơi cọp sầu nơi cọp sầu mà dễ khay tí ba chỉ mà phơi ngày nơi cọp sầu nó đập ăn cái hiệp tội mũi cứ kỳ hào thả mình tuân chỉ miền ông phiệp lệ trầm tư tế về lúc cái đại thế ông phiệp tà ta sản phẩm đầm tân nam được quạt sờ rồi dễ phải chỉ đập trầm rứa của một hình hai tập nội tế của bạn đó khi một mình ti quang vô vĩnh từ tuy mình chun khi ông từ bay rồi đập một pel oh mà xong tô ô bay rồi đập pel về lúc trong của bạn chụp đừng bò cho đồn mùi bọc trong cứ mua chừng phòng hào tiền nên thì ấy cứ chỉ thiền con được xả thông ai đừng mua hòm phố hào hòm hôn chiến ụt thiến về lúc của ca đếp cho con bây rồi đọc một phần nó cứ còn thầm mây tí cứ chia cái đại cho mua thả bây rồi đọc một phần cứ chỉ còn vì này xong khăn một phút cứ ta bây rồi đọc một phần để tranh vì có vì này thì hai cái miền là từ rì xó rứ cơ xó một phầy mùi nên là đẹp một phần khó hốt mô trong nơi bàn dù tư tư chạp khuôn cho mô nơi chương phòng nơi chạm chất sắp phần bọn phần chạm mùi trong nơi chạm chất sắp phần hay nơi chạm mùi hòm bồ mùi tiết cứ nơi chạm nốt chạm mùi nơi kia đài về là chập bong chỉ đôn môi chấm bát tới cô nhóm còn nơi chia bàn đỏ son cái hạt thả được đập còn cướp chia bàn to một diện lấy cô bàn đỏ nhóm từ nơi cầm buông chức năng từ bờ điền nhân họ thay để thôi nơi cầm buông chức năng mai nấu cái đại bờ điền nhân họ thôi bờ điền nhân họ cầm buông chức năng này nhóm thôi chỉ niệm vừa tuồng đây xem rap chi cái cài đâm bay ở xa đây là việt vùng vùng sang tam trăm trăm phẩy kha cứ tha bỏ tha việt lộn pe về liệt du hơi sốc phiệp của mình sau trăm đại sọt ngài chư cha anh phong phẩy kha xung chuyển biệt tả lục tiến cứ pe nốt của trăm ban ở xem mai trong ban về tập lọt một bên cái đỏ màu nâu chỉ mùi nước tươi là đẻ có cái ban riết cho một trong miền cù sa này chín năm một buồn buồn rồi đầm chín năm trong chín năm một buồn buồn rồi chết sập bờ cái riết cù sa này nông chết vượt nôm này cứ ban có sang cù sa chấm nôn cho ai chỉ bay khai tí có bán bay kia từ kể cả đó tận nơi ông phiệp kế nhóm còn nơi ông phiệp chúng ta cứ về nốt cả chục chung của xã miền này dễ cũng nọt nâng viên miền này trần trái không dễ về thả mùi khai rứa có cả lá khai cái áo chục niệm mà đó ta bay ngày thì về nốt nhóm còn đó từ y xoài riêng bát từ từ tôi đến niệm chung tới không không bùa bởi rồi đó đấy còn ta đó chấm rồi sự máy xoay riêng tạm phụng một tuần nó cứ miền cả vì Việt kia nó tạm phụng đèn kể về nó khi nào chỉ còn nước đạp tê ô tê cứ mình bàn tới small phụng tê cứ khi nào nước cạn hàng tê ô chỉ mùi nước chiềng cả nó khi mình bàn đạp thả cứu xa khi mình đi cái trời cái chạp luôn là chạm chết thập bảy trong chạm chết ở chết thập bảy ở chỗ chết thập bảy hơi khi bỏ mình nữa cái chạm trong phải chỉ trong chết thập bảy hơi trong rìa cá bàn tới bảy khay thì cứ chạp luôn về chạp luôn nó cứ cứu xa khi nó miệt tâm ngon chấm nôn những màn tới phải chỉ một khay thì cứ tạm địa cả đấng cứ cuộc trong phê chôm đom đóm cái tay đến dìa thường đã cứu ra cái tay để phạm cho ai thân đây tôi muốn phải hạt gì một khai có bắt luôn rồi hốt từ
ពេលដែលបាត់ប្រពន្ធយូរពេកខ្ញុំក៏បានទៅអង្គភាពរបស់គេគឺកាត់ដេគេជានារីកាត់ដេនៅកងពលបីរយដប់ហ្នឹងខ្ញុំបានទៅសួរពេលខ្ញុំទៅដល់ក៏បាត់គ្រួសារខ្ញុំទៅគឺឃើញតែនារីផ្សេងមកពីភូមិភាគនេះដីគេក្តាប់នៅទីនោះកាលនោះខ្ញុំក៏មិនស្គាល់ថានារីនោះជានារីទេគាត់ខ្ញុំបានសួរដែរទៅនារីមួយដែលស្គាល់ខ្ញុំគឺឈ្មោះមិត្តចាតមិត្តចាតហ្នឹងគឺប្រាប់ខ្ញុំថាបងគ្រួសារបងឯងនេះគេស្នើទៅរឿនខាងលើហើ
ពេលចាប់ខ្លួនខ្ញុំបន្ទាប់មកទីនោះគូនៅចាប់នៅក្នុងរាល់ទេភ្លើងយើងទូលគុំអីទីនោះខ្ញុំកំពុងពេញការងារនៅពេលចិត្តចាប់ម៉ោងធ្វើការហើយខ្ញុំកន្លងមកឡើងបាទទីម៉ោង 5 ចូលក្នុងឡានអីគេឡើងមកគោជួងបដោយទៅគ្នាគេ3នាក់អ្នកបើក6នាក់ចាប់នៅ2គឺពេលខ្ញុំក៏មានការរត់ដែរព្រោះខ្ញុំមិនដឹងថាមានកំហុសអីផងចាប់ខ្ញុំចូលក្នុងឡានទៅក៏គេចងខ្ញុំក៏ប៉ះគេចងមិនខ្លាំងទេគឺចងតិចទេចងមកមកលើកដៃបានតិចតួចទៅ ឯឡាននោះក៏ឃ្លុបគេចិត្តអស់អត់មានមើលខាងណាឃើញទេបិទចិត្តទៅមុខទាំងក្រោយអាចក៏ចោះខាងមុខដែរពួកអ្នកបើកនោះក៏គឺបិទខាងក្រោយក៏បិទជាងហៀងក៏បិទអស់ខ្ញុំគួយកណ្ដាលនិយាយនៅខាងពីរនាក់មកខាងម្នាក់តែមិនដឹងថាទៅឆ្វេងឬក៏ទៅស្ដាំទេព្រោះខ្ញុំមើលមិនឃើញដែរពួកគេអង្គុយជាភ្ជួងទៅជើងខ្ញុំអង្គុយសន្ទុកជើងកណ្ដាលទៅ មកដល់កន្លែងមួយគឺជាកន្លែងនោះក៏ខ្ញុំក៏មិនដឹងថាកន្លែងណាគឺនៅចម្ងាយប្រហែលជា100ម៉ែត្របើស្មានទៅ100ម៉ែត្រទៅគឺចាប់ចងមុខខ្ញុំភ្លឹបជឿជិតបាត់ឡានបើកមកប្រហែលជាថា100ម៉ែត្រមិនយូរទេមកទៅដល់ទៅឬឡានអាឡាមតានេះឈប់ងើទៅឬទ្វារផ្ទះក្រាក់ ក្រាក់ឡើងខ្ញុំគេរុញខ្ញុំចូលផ្លោទៅខ្ញុំក៏មិនដឹងថាទីនោះគឺមានគ្នាប្រមាណនេះទេព្រោះមើលមិនឃើញតាមស្មាតទីនោះបិទចិត្តគេទាញទ្វារបិទឬសុចឈប់ទៅវិញទៅគូគេឲ្យខ្ញុំចូលទូខ្ញុំចងដល់ស្រាចងសាថ្មីម្ដងទៀតគឺរត់ខ្លាំងមែនទែនរត់ខ្លាំងរហូតគេបិទមុខរហូតបិទរហូតទៅបើគេដាក់ខ្នោះចង្វាក់ជើង ហើយក៏គេបណ្ដើរចេញទៅមានតាមសន្ធឹកជើងអ្នកបណ្ដើរក៏មានតែពីរអ្នកទេដើរចូលទៅបណ្ដឹងទៅចូលតាមផ្លូវណាទេពួកខ្ញុំអត់ដឹងដែរព្រោះមើលវាមិនឃើញទេដោយការដឹកនឹងខ្សែចងកកដឹកដូចគោវាចូលទៅដល់ក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំងគឺគេដាក់ខ្នោះ ដាក់ខ្នោះជើងអូសុំទោសសុំថយតិចចូលទៅគឺខ្ញុំក៏មិនបានដូចជាមិនបានថតទេព្រោះខ្ញុំទៅពេលនោះដូចជាមិនឃើញថតទេមិនបានឃើញថតហើយមិនបានធ្វើអ្វីទាំងអស់គឺគេចូលទៅដល់កន្លែងឃុំឃាំងតែម្ដងដល់ដាក់ខ្នោះជើងស្រាយដៃដាក់ខ្នោះជើងរួចស្រាយដៃទៅគេស្រាយមុខចេញពេលដែលស្រាយមុខចេញនោះគឺខ្ញុំបានឃើញ ខ្ញុំអត់មើលឆ្វេងស្ដាំទៅប៉ុន្តែស្រ័យមុខដាក់ខ្នោះរួចហើយគេបិទទ្វារទៅវិញខ្ញុំអត់មើលឆ្វេងស្ដាំឃើញឈ្មោះយឺមយ៉ាវមួយគឺនៅអង្គភាពជាមួយខ្ញុំពីដើមមកនៅដល់307ដែរគឺនៅទីនោះជាមួយគ្នាប៉ិនគេនៅគឺអញ្ចឹងខ្ញុំនៅទីនៅតាមម្ខាងម្នាក់
មើលគ្នាឃើញក៏ប៉ុន្តែມັນអាចនិយាយគ្នាបានទេនៅពេលនោះខ្ញុំយ៉ាគឺមើលអត់យល់ទេគឺស្គមនឹងមែនទេខ្ញុំក៏មានការហត់ចិត្តពេលនោះឯងហត់បាន 3 ថ្ងៃគឺគេមិនទាន់បានធ្វើអ្វីទេ 3 ថ្ងៃកន្លងមកទើបគេចាប់ដើមអង្គរៈខាងការពារគុកគេបញ្ចេញខ្ញុំទៅគឺដាក់ច្បាក់ជើងដដែលដោះខ្នោះជើងចេញគេដាក់ច្បាក់ហើយគេចងខ្ញុំក៏បិទមុខបណ្ដើរចេញទៅតែខ្ញុំមិនដឹងថាដល់ងឹតគឺប្រហែលជាអាគារអាគារផ្ទាល់ដីហើយព្រោះថាបាក់ជើងតែ បន្តិចមកចុះដល់ដីគឺដល់ដីស្មារហូតដល់កន្លែងសួរចំដាយខ្ញុំមិនដឹងថាកន្លែងនោះជាកន្លែងណាដែរព្រោះថាបិទមុខអស់ហើយគឺអត់មើលឃើញទេគេដកចូលទៅគឺបិទទ្វារឈប់ទៅនៅក្នុងនោះតាមខ្ញុំស្មានគឺមានតែ 2 ថាគេមានមួយគឺឈ្មោះហោមានមួយគឺឈ្មោះសេងគឺបានហៅគ្នាគេទេបាទតែខ្ញុំមិនបានឃើញមុខគេថាហោនោះមិនសេងនោះមិនទេបានសួរចម្លែកគេចងខ្ញុំរួចឲ្យចងពើអត់ឡាប់សេងចងដៃត្រឹមកដៃទៅក្រោយទៅពើទៅក្រោយទៅនឹងគេចងជើងគេឲ្យដេកកាប់មុខទៅពីសួរខ្ញុំថាមិត្តឯង ឆ្លើយប្រាប់អង្គការឲ្យត្រង់ទៅចុះខ្ញុំឲ្យវិញឆ្ងាយគេនឹងដោះលែងអ្នកឯងទៅវិញឆ្លើយត្រង់គេដោះលែងវិញហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងថាឆ្លើយយ៉ាងម៉េចទេព្រោះថាមិនដឹងជាខ្ញុំពាក់ព័ន្ធជាមួយនារណាផងគឺធ្លាប់តានៅបំពេញការងារជូនអង្គការរហូតតាំងពីឆ្នាំមុនឆ្នាំ 75 រហូតមកដល់ 75 រហូតមកដល់ 8 ពាន់ជាមួយអ្នកណាផងហើយល្បីបើខ្ញុំមានតោតើមិត្តមួយនោះខ្ញុំបានមើលមុខទេបានគេឮគេសូរស្រាប់ប្រាប់តែគ្នាគេថាមិត្តឯងយកតែខ្សែតៃមកអញខ្ញុំថាយ៉ាដល់រឿងភ័យតែខ្ញុំបើកាប់មុខតើមានរឿងណារួចចោលជើងដីកាប់មុខដីទេដាក់យោមឆាង ឆັງឲ្យឆັງទីវាយទើលទៅទួនខ្លួនខ្ញុំផ្សារអស់ហើយខ្នងហើយស្នេះក៏ការធ្វើនេះគឺមាន 2 នាក់ដល់ពេលធ្វើរួចអស់ចិត្តអស់ចង់ក៏គេទៅអង្គុយនឹងក្អីទៅហើយមិត្តសេងឬក៏ហោហូនគេប្រាប់ថាអាសេងឲ្យវាយទីទៅមិត្តសេងឲ្យវាយម្ដងទៅសេងក៏ទាញទៅពាត់អូខ្សែតៃដល់ដែលនោះដាក់ទៅ ដាក់រហូតទាំងស្ឹងដាច់ខ្សែតៃអស់ទៅបានហូគេថាសេងបងហង្កើតគាត់អញ្ជើញមកខ្ញុំមិនដឹងបងហង្កើតណាផងខ្ញុំលឺតែបងហង្កើតគាត់ភ្នែកខ្ញុំនឹងដីហ៎មានបានអត់អូគេរកលេងភ្នែកមានមើលផងគាត់ក៏ដើរចូលមកក៏មិនបានធ្វើអ្វីទេគាត់ដើរទាំងគួយក្អីទៅខ្ញុំក៏លឺសម្រាប់ជើងគិញទៀងក្អីក្រាក់ទាំងគួយទៅខ្ញុំក៏មិនដឹងថាបងហង្កើតឈ្មោះណាដែរព្រោះខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេពេលនោះ ទោះអស់ចិត្តអស់ចង់ក៏សេងនៅក៏បានវាយខ្ញុំបន្តទៀតវាយរੂចិត្តទៅខ្ញុំទួនខ្លួនលេងដឹងអ្វីទាំងអស់ហើយមកវិញអស់លេងជើងហើយវាយខ្ញុំក៏វាបាត់មើលអត់បាត់កទៅលេងយីលេងអត់ទាំងអស់វាស្មារតីនៅមានក៏ប៉ុន្តែដូចវិញ្ញាណនឹងសឹងបាត់ខ្លះអស់ពាកកណ្ដាលតាឈឺចាប់ រហូតវាយអស់ចិត្តអស់ចង់ដល់ខ្ញុំមិនដឹងឆ្លើយថាម៉េចនេះជាវគ្គទី 1 ហើយបងខាងកើតក៏អង្គុយកោះមិនយូរដែរគឺអង្គុយប្រហែលជា 15 ទៅ 20 នាទីទេក៏ក្រោកឡើងក៏ខ្ញុំលឺតែហឹសមួយម៉ាត់មិនដឹងជាគឺអត់ធាក់ខ្ញុំឬក៏មិនដឹងណាធាក់ទេក៏ប៉ុន្តែតាមខ្ញុំស្មាន
ហើយទីគាត់មិនកំដឹងព្រោះថាខ្ញុំមិនបានចាប់អារម្មណ៍ទេព្រោះខ្ញុំស្មាតដីវាវិញអត់ហើយគាត់ឮសូរតែមួយជើងម៉ាំងដាក់ក្បាលទៅហឺមិនបានគាត់ដើរតែបាត់ទៅរហូតលេងមកវិញម្ដងនេះបានថាខ្ញុំមិនអាចសន្តានពេលនោះព្រោះញៀនរបស់ខ្ញុំបាត់ខ្លះទៅហើយគាត់មកដល់យកខ្ញុំគេវាយរួចអស់ចិត្តអស់ចង់ទៅក៏គេ យកខ្ញុំមកដាក់វិញគឺមិនមែនដាក់កន្លែងដែលនោះទេគឺដាក់ក្នុងបន្ទប់មួយមួយដែលមានបន្ទប់កអេតដែលខ្ញុំបានទៅឃើញនៅសំភី1ពេលដាក់ទៅនោះមិនដឹងថាដាក់ទៅទៅបន្ទប់នោះទេប៉ុន្តែទៅដល់ពេលគេស្រាយមុខចេញទៅបានដឹងថាអបន្ទប់នេះគឺកអេតដែលមានទៅទឹងប្រហែលជា1ម៉ែត្រលើសតិចតួចបណ្ដោយប្រហែលជា2ម៉ែត្រជាងគឺនៅបន្ទប់តែឯងដាក់ដោយឡែក ដោយមានដាក់ច្រវាក់ជើងសាងខាងឯដៃអត់មានដាក់ទេនៅទីនោះគឺមានប្រដងទឹកសម្រាប់នោមនោះប្រហែលជាបើវាប្រហែលជា3ទៅ4លីត្រនិងកែសគ្រាប់មួយសម្រាប់បត់ជើងខ្ញុំក៏រស់នៅទីនោះដោយការស៊ីចុកក៏មានពេលវេលាគេ ម៉ោងម៉ាថ្ងៃមានតែ2ដងទេគឺពេលព្រឹកម៉ោង11ឬក៏ម៉ោង12មិនទៀងតាមខ្ញុំស្មានព្រោះថាវាយូរណាស់ត្រឹមបានពេលហូបនាំដងគឺបាក់បបតែមួយចានចង្កឹះរាវរាវឆ្អែតក្តំឆ្អែតក្តំនៅអស់ប៉ុណ្ណោះឯងសូមជម្រាបលោកធានគឺខ្ញុំរស់នៅក្នុងបន្ទប់ តែម្នាក់ឯងនោះអស់រយៈពេល1សប្តាហ៍ទើបគេចាប់ដើមបន្តជីវិតទី2ទី2ទៀតខ្ញុំគេដកទៅក៏ដាក់ចង្វាក់ដដែលគឺបិទមុខដដែលដល់វគ្គទី2ខ្ញុំមកនោះពេលនោះសន្លប់ធំមែនទែនប៉ុន្តែសួរចម្លើយគឺអ្នកដដែលអត់មានអ្នកណាទេគឺមានតែឈ្មោះហ៊ុនសេងតែម្នាក់ឯង ពីអ្នកប៉ុណ្ណឹងឯងងាក់វាក្រោយបងហៅក៏បានទៅទេគាត់បាត់គាត់បុកលហូតតាំងវាទី1មកលហូតដែរឃើញគាត់ទេខ្ញុំក៏មិនបានចំណាំថាអ្នកណាទេគឺបងហៅក៏ឬហូតគេហៅយើទៅខ្ញុំថាបងហៅគេទៅបាន់ក្នុងចិត្តហ្នឹងបងហៅមានតែអ្នកទូខុសត្រូវខ្ពស់ជាងគេហ្នឹងសំភី1ខ្ញុំរៀបថានៅពេលនោះខ្ញុំមិនបានដឹងថាមន្ទីរសំភី1ឬក៏សន្សុខទូស្លែងនេះជាមន្ទីរសំភី1ចូលទៅអត់ដឹងអីសោះ ឡងមកខ្ញុំពេលលើកវាទី2នេះខ្ញុំសន្លប់លេងដឹងអ្វីទាំងអស់ពេលភ្ញាក់ខ្លួនឡើងដែលគស៊ូរួយរួយយកមកវិញភ្ញាក់ខ្លួនឡើងដឹងតែនៅក្នុងបន្ទប់ម្នាក់ឯងទៀតដែលរងឡើងដែរនឹងសុំបន្តទៅទៀតគឺនៅក្នុងឆ្នាំអឺនៅហេតុជាកំឡុងឆ្នាំអស់សុំជឿអត់ច្បាស់តិចទៅព្រោះថា នៅឆ្នាំ78ដែលខ្ញុំជឿតោះរដូវនោះគឺវាចុងហើយឃើញថាការជឿរបស់ខ្ញុំវារយៈពេលយូរដែរក៏ប៉ុន្តែតាំងពីធ្វើទរនកម្មពីរដងមកក៏គេមិនដែលបានធ្វើអ្វីតទៅទៀតទេរហូតតែអាចខ្ញុំមិនចាំខែថ្ងៃទេប៉ុន្តែទើបតែគេដឹកចេញ มันนั่งที่ថ្ងៃណាខែណាដែរពួកពេលនោះនៅក្នុងបន្ទប់រហូតមិនដែលបានដោះចេញតាណាដែរពេលនោះក៏ខ្ញុំបិទស្លាប់ហើយស្គមអស់លីងស្បែកចឹងមានឡានគេបញ្ឈោចាំក៏ខ្ញុំមិនបានចាប់អារម្មណ៍ថាឡានគេដឹកតាណាដែរគឺម្ដងថាគេហូរចេញមកអ្នកទោះទាំងអស់នៅទីនោះគឺຕົងអ្នកក្រៅអ្នកក្នុង គេបញ្ចេញចំនួនបាទគេច្រើនគេចងមុខអស់ហើយដៃខ្នោះច្រវាក់កកជើងដាក់ច្រវាក់ដៃចងឡាបផ្សេងភ្នែកចងជើងអូសចេញពីបន្ទប់ឃុំឃាំងទាំងអស់គឺឡើងឡានមិនដឹងជាឡានឡានផ្សេងផ្សេងឬក៏ឡានកាត់កាត់ចិនស៊ីនចិននោះខ្ញុំមិនដឹងដែរព្រោះចងមុខអស់ឯនោះគេចាប់លើកដាក់លើកបោះលើកបោះចូលដូចជ្រូកវិញ វាដឹកចេញទៅខ្ញុំមិនដឹងថាវាដឹកទៅណាដែរព្រោះថាវាវិញមិនអស់ហើយពេលនោះវា
mục mà đang chỉ bận chỉ chơi nhưng đang đợi làm thế. Tớ phải đi du lần này với bờ kết tớ chọn chết mà mau về nó về là nghe đợi tớ về là nghe nghe phải chỉ mong mùi bờ là một bờ dục cứ chèn niệm tổ tràn dục nó bờ tam cà phạm thán gùi đường chứng yên đấy phải đi xà mà nắng mà làm tớ đòi cái lại mùi nó cứ khi mình đang thả cái lại nà nó chỉ cái lại nà thế bờ thả chỗ tớ đó đang đang thả tớ đo tí nó cứ miên tia mùi à tia nó bạch tia chơi thì tạm làng tớ cứ tia chơi chỗ tớ đó cứ chỗ không có tốt cứ bật lực cái nẹt tô nó nô tầng ót người giúp chữ về giúp chữ mong đọc hay chỉ mong đọc mong tớ sáng mà nó tớ rồi đấy vì dù đề cái bên trên mà nó bị nó buồn nó pram nó bị nó buồn nó pram trong tập phun cái bên trên nhiều tân ác nông chật lừa số cọc đá cọc đá tập này mà khởi từ đầu về tiếp bộ dục đại lưng nghịch đại và nó không đủ cực và hạ với đôi chị mình bàn đột lường đột về tiếp mà tao đi chỉ là nghịch trên tập bắt o trên tập bắt o mà tu du cái lần tới tới bắt khởi một vô tiền dù tôi bạn khơi mà vô thì tôi đã ó mà nô ai trong này nhóm nó trong còi cái ó cứ về nô và bờ trong màn tới phải chỉ dục ngày và mùi mẹ gà nên màn mới tới rồi nhóm mình đang thả về nô về khè ngày năm nào đấy phù về nó không cục là hột mình đây là khơi mà lư ngày mình đây là khơi chuyền đây là khơi đầm khơi nên các bà lại diêm đa tới đa mò đa tới mò này không trong cái cái phù mùi nè phù mùi nè trong bằng hơi cứ trong thập bên này chọp vào trong miền ruộng về vì sân cơm tịnh là bao chứng kiến oh bền linh chết oh hả nó lâm lâm đi nó miền sân cơm đi về tới đó cứ miền bia là nghịch phải chọn ở hải đại chọn cái rồi ai chướng ăn miền thì chướng đi ở bàn chọn kỳ tiệc cò đợi từ tiệc cò và tam sầm rực chướng nước đá trong smart và chỉ bay nữa thì vô tàu bay rồi về lúc ở lúc chỉ quăng nó mượn lông ở trong tàu ở trong thật sâu nó chỉ biết về cái ó bàn khơi mà lư thay gì đó tại trái đòn lọ nè về vai chống chế lực tí bầy vai nè tí pi châu lá tiện nè tí bầy chống tí bầy vai tí pi thiện pi phụ bạc tới và hai tí bầy chống có lụt đi quang sru lá nó mượn lùng dìa tâm bóng phân đó không có đôi chứ nhẹ đấy phân vai đó mùi quả phót tua cho người từng thiện lùng có đục lọ phân ai phụ việc có vay thay mà nữa bay nè bị lừa thay thì sẽ gọt bị lừa trong trường ăn đằng khi mà đằng thế bên nó khi mà đằng thắt trong làm được rồi thế bố sẽ lo bạt thôi nào bị cầu không mỏi nó sẽ lo lần mà dục bởi tam smán phải gì màu mùi màu quỷ á màu quỷ dục nhẹ đằng luôn lắm triển cả mà tôi priêng về anh chừng ọt miền đông cái nà chừng vô thế bên nó mình đang ta chừng đang ta thấp vô thế về anh chừng nó sẽ lọp từ trong cọc lắng cái đại chợ nó chứ đang cọc chẳng mấy rúi chạy tập khom kêu bị lừa mọi đừng kêu bra à chừng khom thạ cài nát cồm phong cồm lồng đa sưng đa lùm nghĩa bố bán prach luôn bán gùi lụt sân đốc trường bàn về đã khmọc đồ chí chui tia nhà chân non thân hình bột lá ngợp mà khmọc bê lơ bình khuôn chóng sát đã chiếm cháp xôi của cực bình đặc luôn bàn ngợp phót bị khmọc mô phót bàn cho mô tích mô
vì đôi chị ở gần lăng thường là sẽ lọp tơ mà đo tiền đó rồi về chạp chiêm phong muốn mục nhóm này nhóm sẽ được nó chiêm từng ngọn ngợp chanh mà phư lãng đang mơ tất ngày rìa hỏi phụ việc bắt ở phụ kê nó đang tên nốt vư về nhóm ngợp phát về tập in lông có phụ tốt cũng lần đúng rồi tạm xe màn mà đang tiếp tục tìm ra tế bản thật xe màn nó có nhóm đáng cứ tiền mình đi vòng môn kê sốc đúng đúng mà rạch sát về nó nhóm có bán cọc chanh bình lông mà có bán đám chơi mỗi nơi nhóm đang thẳng lại nó trong mình cứ là chương ai đấy nó lại nó đẹp trong ban khơi đẹp lử này giờ đang thả chương ai thì từ đang pê cõi để lử bong phôn như thả chương ai chứ cái này phải hàm nó hôm nay làm nó buộc trong cả nông bên trong đây bạn đào việt chương ai để hà tân ở phong bình đào bên cơ tập đi chương ai tới và rửa tao phải chụp pi rồi mẹ nó đòi thì trong đây mới dùng bạt à sôi khmoi nó sôi nên chừng ai cứ sợ tới sợ khmoi xong tụ bọn tí pro tha vì nó về miền cá phlịch vì là chân nong nó chưa tê khiếm đà nó tê ta đụt cạm bộ crọc lăng tê ta ta đụt cạm bộ crọc nó crọc chốc hay chứ chong mà mau chiêng mà ngớp ruội màn đam chơi thòm mũi nâng chừng ai nè đây tam mà cứ bẹt cái nâng chừng ai đam chơi nó sắt tạc mỏi đẻ đờ luôn phong với phong đờ phong vì phong tạc tê tạc tạc mà anh đó là cuộc chơi nó có vô đại tư ru ru là hô tư là đạch xe từ bằng trong sơ vạt tê tạc bàn chơi mũi đá chơi trọt là hô đó là chê cùng chê về nó ọt miên mà nơ tê ngạp chân ở hơi bà chơi ruột tích tì ở hơi nó đang thật đam chê miên đam chê bà mùi mình đang chơi tràn vẫn mình đang tin nà thế cho mòn về nhỏ trường ở ọt mình đang trường thu bông đi hay về vô đáy khom cả kê à mượt khom cả kê cua chơi như si chuyện em phải miền cả làng khẩn đê nô mà dục tiền là hốt mỏ phần đôi chỉ cuốn bọn lục chui đi cho mặt đau mà đo thiện từ lê dưỡng mặt đang thay trường thu bông lễ đăng trên bóng là áo bàn ru hà bên này bàn đào và bật tia phải gì pi mai phải bị vài triệu kia là nụ anh cũng trong sài và vấn đề tam thức là bạn đã bị họ sợ bạn đã thế việc pro vấn đề từ miền gần làng khẩn thấy thì kiện phong hồ mà năng cái tàu từ tầm bọn này nào thế tự hồ là hầm cái tập đòi bên đòi tới một đò trôi chìm vào bạn đang thả trôi chìm vào đi xuyên trôi chìm vào hô phi xuyên trôi chìm vào phải chỉ pi kilo đầy tính bàn chu nâng con từ Việt Nam hay nâng khmai dương phải chỉ đọc niệm khương trong cái khóa cái khóa của cái từ cái smart trong slap thì bởi trong lực đại cái smart trong slap đang thực đấy khương trong lực đại khóa cứ cái từ lực trong đại lực nôn bò tới cái bò một phần bánh cái bò tới cầu từ nọc tiền hồ đó chết là lệ phạm cả nó không phong ra bà tiên bị tuông bánh cái này thầm ấm ná ai khi ông có chư phóng có bán phía nhà ông ấm nế cái lượng bán có phía nhà tục nó thầy ông này có ông tục tăng cơn cơn lượng đã lưu tụ ở cơn vô tới nơi thầy xá ta kê pháp thả kê nâng tà lọc mà vô bình khi ông bán ruột nơi cho mỗi cơn nó cho mỗi ông chú cơn ả dụ có hộ sắp phạm hơi bị cản lộ cơn bán nặng thân nằm ở khi ông phía ba là hộ tựa khi ông bán chia xâm lạ xâm lạ thân nằm để miền nó bu bài chiếm nó có cái bán thu xa là hộ nơi cho mỗi cơn chúng luôn bị khai bạn miền sạch miền chiêm số búa có ruộng trăm mơ con tượng kia thì vô bình kiểm tra khơi tới thế trong bàn sông lìa ông chu nó có từ sổ của nó có mình bàn bỏ một phần bình thế cái từ mình đòi tạm phơi trên lịch trăm là hốt từ đó bàn bòn vòng phục khôn là lời bình chuyện
lần bính hay lục rệp rộp từ cái gì miền cả cầm sọt này con đấy hay chùa bờ tiên là đường hay chỉ trơn được nông trại chỉ vật ấy lấy những dương trong bộ khỏi bính tha về đây cái chập và chun lục từ đó cái lại không khen nắng bậc thuyết tia cả rung thuyết tia bật bình sủng nô xua tha cái lại đã kêu rung lục châu từ nắng chiệp tia hai tia hai tia giang mai chiệp tia là vé như cái câu chiệp tia chia phu một cừ hai thà bị la nô bà cho nó sao được tiến cứ về lại cái chỗ chúng ta lúc mình bán khơi như thế của con thế tam cá bật phía cứ mình chỉ vì là thế cứ tiệt thơ và chỉ thơ thế mình chỉ ăn thế vì cái lại phía đã bà hai rồi lục châu tứ từ đó cái lại không khen nó lục đau bao man chậm hiển đó cái này cái đã không lục miền đó miền bao man hai bàn nhiều hiến đó cái này cái không kháng và về đây cái chỗ tập không tiền của hải cái cho rối bàn tranh tới bận một ó và tam man và chỉ mặc phơi tới mặc phơi trăm tỷ đã đòn lại không kháng vì cái lạnh bạc thuê mấy đào từ cái lạnh là cái đã khung khéng nó là hồ đào một phây từ một phây pram này tiền nó đào cho hấp đấy có đào từ chụp miên chụp từ mát đào một phây pram này tí bà đào từ cứ vì miên cả sầm rạ khát đấy pro về đào từ việc đợi trong từ của vợ ai lưng nghịch chụp phục đu cái nét tinh này từ rồi mà cầu là mặn đào từ thiên cứ hình thà bài tám trong smart bài chỉ một phây thầm phây pram ti rồi dù gần đây lục này dây mánh thà về đây lục chỗ tơ đo cái này núng cái ăn miên cái này thọ rúp rồi còn miên cả đọ sòng xuồng nòm ông pi bờ miên thà đây pi chi vẹp bờ vọt bờ lục tề bật chân men tế bà chỉ để sạc tiền cứ về nó cứ bật trên chân mình ọt miền thì ọt miền bán sụp chẳng thấy cứ chỗ đọc lại không khương làm đó cứ ọt miền khơi thoát ọt miền thôi vượt rù vậy thì ọt thì tụ tất đọc lại nó về giúp được về thằng ấy bà chỉ để sạc tiền cứ về giúp cho xong liệu bằng bẹ đại lục liệu bẹ từ nóng kê lục ở lục sụy bẹt ở đây đấy còn lục cái đỏ xâm liệp bằng bẹt lục chén một lần cái đã không luôn lục bạn nên phải sao kiến cứ nạp về nó cứ nạp về cho bẩn tụp chờ nó cứ cái đỏ xâm liệp bằng bẹt về nhỏ hơi kho bên cái o hơi ao đây bên cái o cứ nạp từ kho lại thì cứ đợi chén tới về từ đó cái này không khen ta xâm liệp bằng vẹn, xâm liệp vẹn dàng mấy, lục liệp vẹn dàng mấy. Bắt được sao tiến, cứ đọc lại không khéo, cứ nói tại khao khlây thì, ọt miền khao về thì. Đọc lại không khéo lục nó cứ nơi chọn khao một tòa đầy. Hơi chìa bật phết, chìa bật tục không khéo tôi. Xùm núa xua tha ta, lục bàn khơi tất đập hiệp này. Bất tục khum khang xây chết cái vì mình nuôi mình nè đại lục bàn scroll lắm miền bất tục khum khang ấy xây chết chả ơn thế nơi chết cái này khum khang lục nổ bà tiêu sao thế cứ nơi bất tục khum khang nó cứ về để chỗ tới cứ kỳ miền cà tròn bận mục hơi một nông chỗ cái bận mục hơi vấn đề đặt nó rồi rủ bốn tớp cái sài mục chính có nhóm bàn cái này tự khơi chung mùa dùm nhà ở mũi cứ ruột nở tì nô về chụp nó được nhóm đấy có bàn tách nhóm bàn cái lệnh mở chung vinh thẳng cái lệnh nào nên mình nó tràn to tới tì tì ruột cái lệnh nó chế bàn tụ rùm
ได้มีจำนวนมนุษย์บริรับใครจูบน้ำบริคำตำบริคำบานคุยเมื่อมดองๆคือมีจำนวนดอกพรำเนี่ยมักใส่อักใส่มวยตีตัวจึงคำนั้นมีจำนวนแต่ดอกเนี่ยตีตามตาแบกจำดังพดเป็นอกคำบานเคยตีจังมาได้ทางกลายคุ้มแข็งรวมได้ลูกโจ้ตะกี้เถื่อกี้คุ้มครุ่นตะโบงนั่นคือเจียมันตุกคุ้มแข็งรวมได้มีตุ่มพมทมมันแมนประตุกโต้แบบคุ้มแข็งแต่มนุษย์มันเนี่ยมันเนี่ยตีจังแมนตีบาทจังเมนจับเปิลเกสัวจำไล่เกจัดกาอย่างไม่จะมวยโลกจับปีเปิลเกนอมชั้นเราดอลเปิลสัวจำไล่รู้ให้นอมมาบวงเกประพฤติจะพูดโลกประพฤติประพฤติจะพูดโลกอย่างโดยมันได้คละบาทตามเข็มดังคือเปรตสู่จำหลายคือชมามในเยี่ยงพังกราคือบานโจลตือดอกขนอจึงเชงได้เมียนขนอจึงรวมปุ่นแต่มนต์ดอกจึงเข็มเชงนี่คือดักจองเนี่ยดอกตีสี่ติดอ้ายพวกใส่มาขนมรวมนึกดักรวมเนี่ยอันนี้คือจองเนี่ยสี่อย่างอ้ายรู้เติบกี่ดอกยกชมใจอย่างดักหน่อจึงดักจะวะจึงดักจังเติบพวกนกขี้ใส่จมลองวิ่งดักหน่อตัววิ่งเติบกี่จองมุกชมบันไดจังเติบเอาหนึ่งจองได้ฟองจะวะจึงจวบจะวะจึงจวบยังไม่เจอไม่ได้รู้บ่จวบจะวะจึงปัจจุบันสาธิษฐานจะวะนักคือมีนเวงไว้เนี่ยว่าจีพรำตะพมุยเปิดตะไอ้เมียนก็ว่องกิสางค้างกิไอ้บ้านเป็นโจรบ้านดักนอนสางค้างยังไอ้ดาวบ้านได้โอ้ยจังหวะหนึ่งได้ยี่ก็หนึ่งอันยังบ้านจำเรียบสางเทียนก็ดาวดอยดักเชิงสางค้างดาวโอ้ได้ถึงกลายสู้จำไล่กินนอมลูกตัวสู้จำไล่ในกลายหนาลูกจำไหมบาดเจ็บสาวเทียนคือทางกลายสู้ขยมมันดังทางกลายหนาเนื้อเจ็บกลายหนาตัวโปรทางขาดได้ตัววิมีนจะวัดเชิงเจือบพ้องไอ้มุกก็จองเจือบไอ้ได้ก็จองเจือบมุกก็มันไอ้มือตัวช่วยในมือตัวสามมือคืนทางกลายหนาตัวกบันเต้โจตัดดอกน้องนุ๊กกิจองรูสูบูลกิบัตทวีจิตได้เมียนบังอุ้ยพวกมันอายเมื่อคืนติ๊กเมื่อคืนแต่เมื่อบ่เมื่อคืนแต่เลือเมื่อคืนแต่ไม่เชื่อก็ปั้นแต่ตรองตีติดติดคือเมื่อมันคืนติ๊กไอ้เนื้อธาจอรุ่ยหายเติมกิสไลมุกเจงจำง่ายไปให้จีประมาณไม้ปีกอะไรกี่คงแข็งลูกบาตามกาสมานเปียวดารีเปิดตัดเด็ดที่บริเวณรอบจีนเด็ดที่มันดอลจีพรำเด็ดที่เตะดอลเลยเมื่อตั้งดาวมาเพลทเองไปจีประมาณไม้ได้หรือก็ประมาณจมเฮียนได้เดี๋ยวสารุเขียนคือไปจีบริเวณรอบจีจิงเฮียนบักยมสมานมันข้อคือไปจีมือร้อยจมเฮียนแต่ปนอทีกลายสัวโลกนั้นกี่สัวในกลายจวนตัวใดหรือก็ในจวนที่มวยจวนที่ปีจวนที่ใบเบียดตักคือในตัวใดทีมองเอลนี่ดอลมองสมระห้องกิมเรศประกาศสมระดับพรำเนตีเราหดดอลมองใบจับบรรโตนำนาคาสู่ดินดาวตัวเตี้ยนไตรตุลาการสำหรับตุ้งวัวเรากระไรสำร่มสำเมียดาวมันดังรอดนิบานดาวมันดังรอดปะปีนีรูปนิบานสมระ